Làm thế nào để tránh sự chết từ tai nạn ạ? Con cảm thấy cái chết mong manh và vô thường. Cái chết đến với bất kỳ đối tượng nào, dù già hay trẻ. Trước khi sư trả lời thì sư muốn dành một chút mặc niệm và hướng cái tâm bi đến những chúng sanh, đến những người chết trong cái trận động đất vừa qua. Rất là đáng thương, rất nhiều người phải chết vì tai nạn. Còn khi chúng ta nói theo Phật pháp, nguyên nhân mà chúng ta chết do tai nạn là do chúng ta sát sanh. Xin lấy ví dụ nha. Mình thấy con muỗi thì mình đập muỗi. Mình cứ nghĩ cái chuyện đập muỗi nó nhỏ lắm, nó không là cái gì. Rồi mọi người trong gia đình mình cũng thấy nó cũng nhỏ, không là cái gì. Hoặc là mình cùng với gia đình của mình tham gia một cái chiến dịch là diệt trừ muỗi. Thì khi đó mình và gia đình sẽ cộng nghiệp. Mà khi nếu như mà mình đập muỗi, con muỗi nó chết như thế nào? Nó chết không toàn thây. Thì sau này mình cũng sẽ gặp tai nạn chết cái kiểu không toàn thây. Hoặc là mình giết muỗi bằng cách đầu độc, thì sau này mình cũng sẽ chết do cái chất độc. Cho nên là mình hãy cẩn trọng. Muốn tránh cái quả báo là chết do tai nạn thì đừng bao giờ tạo nghiệp sát sanh. Chỉ thế thôi.